Tối 6 tháng 6, quốc cơ quốc nghiệp đáp chuyến bay trở về sau thời gian chinh chiến tại Britain's Got Talent 2018. Mặc dù không giành chiến thắng tại cuộc thi, nhưng màn trình diễn của đại diện đến từ Việt Nam đã để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Hàng trăm khán giả có mặt sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón hai anh em. Quốc cơ quốc nghiệp xuất hiện trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Cả hai xúc động trước sự đón tiếp của khán giả. Khi gặp lại gia đình, đặc biệt là hai con trai, quốc cơ quốc nghiệp bật khóc khiến mọi người có mặt tại sân bay xúc động. Chia sẻ về lần trở về này, hai anh em bày tỏ niềm tự hào vì đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tỏa sáng tại Britain's Got Talent 2018. Quốc nghiệp tiết lộ sau khi nghỉ ngơi, cả hai sẽ bắt tay thực hiện live show để tri ân khán giả. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.